Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình, mà là Đại Can đây. Và hôm nay chúng ta sẽ làm một các bài tập trong trong Stress 3.0, dạng bài vị hình tiểu học nha. Và giờ nếu các bạn thấy thích video này thì các bạn nhớ nhấn một like, share, subscribe và các bạn nhớ nhận xét ở dưới phần mô tả để mình làm thêm những video mới nha. Giờ chúng ta hãy bắt đầu nè. Thì bài học hôm nay ấy chúng ta làm sẽ là bài vừa dạng dạng vị hình mà mấy bạn tiểu học làm à. Vậy giờ chúng ta sẽ bắt đầu làm nha. Và lần trước chúng ta làm bài 5, đó chính là bài vị lá cờ của thành phố Quy Nhơn Bình Định năm 2019. Giờ hôm nay chúng ta sẽ làm bài 6, đó chính là vị bút kỳ được tìm thấy ở huyện Yên Thế, Bắc Giang năm 2019. Và bài này tương đối cũng hơi khó khó chút nha. Nên là chúng ta hãy bắt đầu nè. Thì bài này nó nói là chúng ta sẽ dùng phần mịt sát để vị là một lá cờ tổ quốc, cờ đỏ sao vàng ấy. Theo tỷ lệ là dài, độ dài của kia hình chữ nhật ấy là 3A, chiều rộng là 2A, còn bán kính ngôi sao là bằng 3A chia cho 5. Với mà A là sao, là với số A được nhập từ bàn phím. Thì giờ bắt đầu nha. Thì giờ chúng ta sẽ phân tích trước là người ta nói là với số A nhập từ bàn phím mà cái độ dài, độ rộng và bán kính ngôi sao ấy nó đều dựa trên cái A đó hết. Rồi là chúng ta sẽ nói với A trước, và trong lúc đó chúng ta sẽ cùng chuẩn bị trước luôn. Và đầu tiên chúng ta sẽ tìm cái lệnh xóa tất cả, là tìm khối lệnh nhấc bút, chọn bút màu, kết thúc bút vẽ. Thì giờ đầu tiên mình nghĩ chúng ta sẽ vẽ cái hình vuông, hình chữ nhật trước. Đấy, chúng ta sẽ đặt kết thúc bút vẽ hình 2. Ở đó chúng ta đặt bút đi, đặt kết thúc bút vẽ hình 1 cũng được để cho nó chắc ăn. Đặt bút, lúc đó chúng ta cũng phải, lúc đó trong khi đặt bút ấy chúng ta bỏ khi nhắm vào đúng không, cho nó đi tới không không à, cho mèo và nó đứng ở giữa ấy, là hướng vào phía 90 luôn. Lúc đó chúng ta sẽ đặt kích thước thành 100 nha. Rồi giờ tiếp theo ấy, chúng ta đừng có thêm khối lần đặt bút. Giờ chúng ta giờ mình sẽ cho mèo này ấy, nó sẽ kêu mình phải nhập số A, nên là mình làm nha. Giờ mình chúng ta sẽ thông báo, một cái đó chính là bạn hãy nhập số A vào. Lúc đó nó sẽ hỏi đúng không, mình nhập số này năm hay mấy cũng được. Lâu giờ tiếp theo là chúng ta sẽ cho đặt cái A, tạo ra cái biến tên là A, gửi tên A cho tất cả đối tượng và nhấn nút OK. Rồi chúng ta sẽ lưu cái câu trả lời của mình ấy vào trong cái biến A này. Và tiếp theo ấy, lúc đó nói xong, lúc đó mình nhập xong rồi ấy thì mới đặt bút lần. Hôm qua chúng ta sẽ tạo ra một cái thủ tục để mà cho nó vẽ một cách tiện lợi. Thì người ta thường dùng thủ tục đồ vĩ hình ấy đỡ mà được ăn điểm nhiều hơn, và cái cách này cách tốt nhất cũng là tối ưu nhất, gọi cách tốt và tối ưu. Rồi đầu tiên chúng ta sẽ tạo thủ tục là hình chữ nhật. Sau là chúng ta thêm là chiều dài, chiều rộng. Rồi, vậy chúng ta thêm khối lệnh chạy, không khỏi cái này đây.
cứ đây chạy từ từ đó mấy bạn giám khảo đó mấy người ta xem đấy đó ông ta chỉ thêm cái thủ tục đó vô là hình chữ nhật gì đó gì đó. Nhưng đầu tiên chúng ta chỉ đi tới một nơi nào đó được vẽ, được có chỗ chấm được vẽ cái hình chữ nhật đó, hình chữ nhật màu đỏ ấy. Cờ đỏ xe qua cái cờ ở trước lúc đó ấy, nó là chúng ta chỉ đi tới điểm X đấy. Mà nó nói là độ dài là 3E, chiều rộng là 2E. Là có nghĩa là 3E ấy, nghĩa là E nhân 3, chiều chiều dài của nó là E nhân cho 3. Còn chiều rộng của nó là E nhân cho 2. Đấy. Nhưng giờ ấy này nó tới chắc chắn chúng ta chỉ vì ở giữa đây à. Vậy thì lúc nó vì ấy nó chỉ vì một đoạn thẳng à, nhất lên trên chút vì một đoạn thẳng nhất lên trên. Nó nhất trở lên cho đây là nó dừng. Nó ở dưới đây. Nó chúng ta chỉ vì một nửa, chúng ta chỉ đi tới tới một nửa của nó. Là đây âm đi, chúng ta chỉ đi tới âm. Là đây tọa độ x đúng không, là âm e nhân 3. Nhưng đợi cho nó, mình muốn đợi cho nó vì ở giữa, ở giữa cho nó có chỗ chấm nên là e nhân cho 3 là chia cho 2 là đi tới một nửa ấy. Đối với đây cũng vậy. E nhân 2. Sau cuối cùng chúng ta thêm cái chữ giống như 100 ấy. Để cho nó đi tới đây đúng không? Lúc đó chúng ta đặt cái đi tới điểm này ở chỗ này đây. Đâu, hình chữ đặt bút là mới hình chữ nhật. 100. Đây nó đi tới đó. Là một. Các bạn thấy rồi đúng không? Giờ tiếp theo chúng ta chỉ là hình chữ nhật đúng không? Chúng ta đặt hình chữ nhật mà chúng ta thêm chiều dài chiều rộng mà. Chúng ta đặt chiều dài là e nhân 3, chiều rộng là e nhân 2. Đúng như trong cái sách, đúng như trong cái bài nó nói là chiều dài là 3E, chiều rộng là 2E. Đó, định nghĩa giờ chúng ta sẽ làm thủ tục ấy là cho nó lặp lại chiều rộng. Là cái cơ đỏ này nó chỉ được tô màu, nó là lặp lại chiều rộng. Là di chuyển chiều dài. Tiếp đây nó chỉ vì một đoạn thẳng tới tới bên này. Wow. Tiếp theo chúng ta sẽ cho nó di chuyển âm không, di chuyển âm chiều dài. Nghĩa cho nó di chuyển theo bước chiều dài nhưng mà di chuyển theo hướng ngược lại. Lúc nó sẽ quay lại chỗ cũ. Rồi tiếp theo cuối cùng chúng ta sẽ cho nó thay đổi trung độ một lượng là một. Và chúng ta sẽ chạy thử. Nhưng lúc đó chúng ta đặt màu đỏ đúng không ạ? Cho chạy. Chúng ta gửi 100 thì nó sẽ từ từ vị đồ thẳng nó nhích lên trên. Đấy. Đấy. Giờ chúng ta xong rồi đúng không? Xong cái cơ rồi à. Giờ tiếp theo chúng ta sẽ vị cái ngôi sao. Mà ngôi sao ấy thì chúng ta biết là cờ lá cờ Việt Nam chúng ta là có cái hình ngôi sao ấy. Mà hình ngôi sao đó là màu vàng. Và nó được vị ở giữa cái cờ đỏ này. Đó là chúng ta sẽ tạo ra một cái thủ tục luôn. Là thủ tục ngôi sao. Chúng ta cũng được có chạy mà không làm mới màn hình. Chúng ta thêm dữ liệu đâu vào à, số ấy chữ. Thì chúng ta thấy cái bài nó nói bán kính ngôi sao R là bằng 3, là bằng 3E chia cho 5 là 3E. Cái E mình nhập từ bàn phím nhân cho 3 lên là chia cho 5. Nên mình ghi đây là R. Là bán kính ấy. Không. Chúng ta nhấn OK. Các bạn đừng có chạy mà không làm mới màn hình nha. Đừng thêm đó. Còn nếu các bạn muốn chạy nhanh ấy thì các bạn có thể thêm cái chạy không làm mới màn hình cũng được. Rồi chúng ta sẽ thêm ngôi sao à. Giờ người ta nói ấy, cái ngôi sao ấy là bán kính ngôi sao là 3E chia cho 5 là E nhân cho 3 lầu chia cho 5. Đấy là như vậy. Giờ tiếp theo chúng ta, giờ cái cuối cùng chúng ta cần làm chỉ để cần là ngôi sao thôi. Ngôi sao đúng không? Lúc đó chúng ta phải nhấc bút ạ.
nhóc bút trước tiên. Rồi chúng ta cho nó đi tới vị trí 0,0. Hoặc là trên này ấy thì chúng ta thấy rồi như vậy đúng không? Thì xong rồi. Tiếp theo ấy, chúng ta nhấc bút lên nè. Chúng ta cho nó đi tới điểm 0,0 để cho nó vị ở giữa. Rồi, đấy. Đi tới giữa vị, lúc đó ấy, cuối cùng chúng ta chỉ cần làm là thủ tục ngôi sao bán kính thôi. Là lúc là trong lúc đó chúng ta chỉ nghĩ hình ngôi sao ấy nó có 5 cạnh đúng không? Nó có 5 cái mũi nhọn, nên chúng ta chỉ lặp lại 5 lần. Là cho nó giờ nó ở đó. Nhưng mà giờ ấy, chúng ta chỉ cho nó hướng về chúng ta chỉ nó hướng vào phía không ở đây. Đấy. Rồi, lặp lại chúng ta chỉ lặp lại 5 lần ấy. Làm mỗi cái đỉnh của mũi nhọn của cái hình tam giác ấy thì nó đều là ở trên ở ngôi cùng hết. Nên là chúng ta cho nó di chuyển cỡ 100 cỡ bán kính đó, cỡ bán kính. Cái bán kính này à. Là chúng ta cho nó xoay phải 180 độ. Nhưng mà giờ ấy, cái phần vĩ ngôi sao là phức tạp nhất, nên là tương đương phức tạp. Nên chúng ta chỉ mình sẽ giải thích là hình ngôi sao là hình ngôi sao ấy nó có vị trí bắt đầu là nó ở trên đỉnh mũi nhọn, còn hướng bắt đầu vị ấy là phần bên trái và bên phải nó. Giờ vị trí tâm của mình ấy là ở đây, là ở đây à, chúng mình lên trên này rồi vĩ một cái, hai cái, ba cái, bốn cái, năm cái, vĩ chỗ này cho nó qua bên đây à, là xong. Chúng ta quay lại chỗ tâm. Nhưng còn nếu các bạn không hiểu mình có thể làm cho các bạn cũng được. Xoay phải 180 độ đúng không? Tiếp theo chúng ta sẽ cho nó xoay trái một lượng là 18 độ. Rồi. Là 3, 36 chia cho 2 là 18 ấy. Tiếp theo chúng ta sẽ cho nó lặp lại 36 lần. Là 36 lần ấy là 18 nhân cho 2 36 à. Là cho nó di chuyển bán kính, là di chuyển âm bán kính. Đấy. Di chuyển âm bán kính. Là cho nó xoay phải 1 độ. Lúc đó nó lặp lại 36 lần xong rồi đúng không? Lúc đây cho nó xoay trái 18 độ nữa. Là cuối cùng lúc đây cho nó di chuyển 100 bước. Đây. Rồi chúng ta di chuyển bán kính là chúng ta sẽ phải 180 độ. Và mẹ ấy chúng ta sẽ tìm cộng. Do chúng ta cũng biết cách vỉa hình đa giác ấy. Không biết vỉa hình lục giác ấy, nó phải vỉa 5 cạnh. Là chúng ta nó mỗi lần xoay ấy là 360 chia trên 5 đúng không? Rồi chúng ta cũng làm đường đường như vậy. Chúng ta cho nó xoay 180 độ. Ơi, chưa chạy mà. Rồi, 180 độ cộng cho 360 chia cho 5. Đấy, giống như lặp lại 5 lần này. Giờ chúng ta sẽ chạy 100 đi. Chúng ta ấn cái biến A. Hình các bạn thấy nó không chạy đúng không? Do chúng ta chưa có đặt cái màu vậy. Mà hôm nay cũng chưa đặt bút nữa. Nên chúng ta đặt bút à. Hôm nay nhấc bút lúc vị xong rồi sẽ chúng ta nhấc bút. Rồi chúng ta ấn. Mà giờ chúng ta đặt màu rồi. Do giờ cái màu này cái màu đỏ giống nó xem chúng ta có thể nhìn thấy được đúng không nè. Đấy, chúng ta đặt 16. Rồi giờ mình để chúng ta là xong rồi. Thì chúng ta sẽ thử ghi một mình nhập 100 vô. Rồi. Đấy các bạn thấy ấy, nó bị tuần cái theo cái hướng bên trái đến bên phải như vậy. Rồi, đấy. Nhưng mà giờ các bạn thấy con mèo nó to quá. Đặt kích thước nó là 40.
60. Rồi, vậy giờ chúng ta để xong cái bài này rồi ấy. Thì chúng ta thử cỡ 150 thôi. Đấy. 150. Đấy, nó bị to như vậy đúng không? Rồi. Tiếp theo nó vỉ, tại vỉ quá sao à. Đấy. Vậy là giờ chúng ta để xong. Vậy giờ chúng ta xong rồi đúng không nè. Vậy video đến đây cũng kết thúc rồi. Và hôm nay chúng ta đã làm được một bài cũng hơi khó chút, đó chính là bài V-Booky của huyện Yên Thớp, tỉnh Bắc Giang năm 2019. Và bài này thì các bạn nhớ cẩn thận nha, do bài này có lúc nó cũng hơi khó đòi giải. Thì giờ video đến đây cũng kết thúc rồi, giờ xin chào các bạn và bye bye nha. Mình sẽ làm bài tiếp theo cho các bạn xem nha. Giờ xin chào các bạn và bye bye.